Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Top Share. Phim Thái Lan chủ đề xã hội đen nghe có vẻ kém hấp dẫn, nhưng không, chủ đề xã hội đen trong những bộ phim Thái Lan mà Top Share sẽ giới thiệu sau đây lại không hề cứng nhắc như cái tên của nó, không máu me, không rùng rợn như thể loại xã hội đen Hồng Kông hay châu Âu, mà đây là những bộ phim có nam nữ chính hoạt động hay thuộc một băng nhóm băng đảng nào đó. Nhưng nó lại không thiên về hành động chém giết mà chỉ tập trung vào khai thác khía cạnh tình cảm và sự lạnh lùng ngang tàn cùng câu chuyện tình yêu đầy trắc trở của những người này. Nếu bạn làm mọt phim Thái Lan thì chắc chắn không nên bỏ qua những bộ phim sau đây nhé. Bộ phim đầu tiên, Lằn ranh sinh tử. Lằn ranh sinh tử là bộ phim thuộc thể loại tâm lý tội phạm của Thái Lan được phát sóng trên kênh CH7. Trong bộ phim này, hai diễn viên tài năng gồm có nữ diễn viên xinh đẹp Nao Tisanas sẽ sánh vai cùng với Kem Husawi để viết nên câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn và sâu đậm. Amphon là một người môi giới buôn bán ma túy. Anh ta sở hữu vẻ ngoài điển trai và luôn biết cách che giấu thân phận của mình. Sau đó, anh ta và một tay buôn người nhỏ lẻ liên hệ mua bán ma túy với cấp dưới của Santi. Nhưng Amphon muốn thương lượng trong hòa bình. Chưa một ai có thể làm điều đó vì Santi là một tay mafia thượng hạng. Hắn có rất nhiều kẻ thù, trong đó nhóm lớn nhất và có ảnh hưởng nhất chính là nhóm Gomez. Chưa kẻ nào dám đụng đến nhóm này. Cuộc đàm phán giữa Amphon và thuộc hạ của Santi đang diễn ra thì cảnh sát bất ngờ ập đến và bắt giữ họ, nhưng Amphon đã may mắn trốn thoát. Liệu anh sẽ phải làm như thế nào để tiếp tục tồn tại trong thế giới ngầm đầy nguy hiểm này? Bộ phim thứ hai, Tội lỗi bất công. Bộ phim Thái Lan Tội lỗi bất công do Boy Pakon và Gina Zena đóng chính. Phim thuộc thể loại điều tra do A.L. Ampaipon làm đạo diễn. Ngoài ra đây cũng là lần đầu tiên mà Bom Tanin thay đổi vai trò sang phản diện khi sánh đôi cùng Jogus Natasa. Bộ phim kể về anh chàng Chitawan chuẩn bị tốt nghiệp ngành y thì bị vu khống vào tù. Hơn 10 năm sau khi được trả tự do, anh quyết tâm trả thù tất cả những người đã hại mình năm xưa. Bộ phim thứ 3, Cổ tích một chuyện tình. Bộ phim Cổ tích một chuyện tình xoay quanh cô gái Pha Xây, là một cô gái có vẻ bề ngoài đúng như cái tên của mình, bầu trời trong sáng, nhưng bên trong thì bị tổn thương bởi người yêu cũ nặng nề. Ngay khi cô biết tin người yêu của mình sẽ chuẩn bị kết hôn với đồng nghiệp, cũng chính là người thừa kế duy nhất của giám đốc bệnh viện nơi anh ta đang làm, Pha Xây đã quyết định nghỉ phép gấp để đi đến Nhật Bản nhằm quên đi sự đau đớn này. Tại đây, Pha Xây đã vô tình bị Daniel, một ông trùm của băng đảng Hoàng Long, bắt làm con tim khi anh bị truy sát bởi một băng nhóm khác và đang bị cảnh sát vây bắt. Pha Xây đã cứu mạng sống của Daniel khi vết thương của anh quá nặng. Trải qua nhiều gian nan, khó khăn vào sinh ra tử với nhau, Pha Xây và Daniel đã có những hồi ức mà cả đời này sẽ chẳng bao giờ quên được. Bộ phim thứ tư, Con tim sắt đá. Nội dung bộ phim Con tim sắt đá xoay quanh hành trình trả thù của chàng trai trẻ Tơ, cùng với đó là mối tình với người bạn khi còn nhỏ Minta. Sau khi mẹ của Tơ qua đời, cậu phải sống cùng với gia đình của cha, cùng với mẹ kế độc ác và con riêng của họ. Trong một lần bị mẹ kế đuổi theo, Tơ đã nhảy xuống sông và may mắn được bạn của mẹ đã khuất cứu sống. Tuy là một gái điếm, nhưng cô vẫn dành nhiều thời gian để chăm sóc cho Tơ. Sau khi trưởng thành, Tơ đã quyết định đổi tên thành Sheila và quay về ngôi nhà lúc còn nhỏ để trả thù. Mạnh mẽ, thông minh và quyết đoán, Sheila đã từng bước thực hiện kế hoạch trả thù. Liệu cậu sẽ ra sao? Hãy theo dõi bộ phim này nhé! Bộ phim thứ 5, Âm thanh địa ngục. Âm thanh địa ngục là câu chuyện kể về một tên cướp, một bông hoa từ thiên đường, một tình yêu đầu đời. Khoảnh khắc ngọt ngào nhất của cuộc đời anh là khi cô bước vào. Giá như anh không phải là Sua Pa, một tên cướp ngoài vòng pháp luật, và cô không phải là Luang Pes Nampung, vị hôn phu của kẻ thù không đội trời chung của anh, thì anh sẽ không bắt cóc cô, giữ cô làm con tim. Nếu số phận thay đổi, cho anh được gặp cô ở một hoàn cảnh khác, thì anh chắc chắn có thể nói với Nampung rằng cô là người phụ nữ của mình. Anh sẽ chăm sóc tốt cho cô cả đời thay vì ép cô sống một cuộc sống đáng tiếc như vậy. Cô chỉ mới 17 tuổi và không muốn trở thành vợ của bất kỳ ai.
Cô đã thề rằng nếu anh trói buộc cô thì cô sẽ ghét anh mãi mãi. Tuy nhiên khi cô phải ra đi lại không thể ngăn được dòng nước mắt rơi. Liệu câu chuyện tình yêu giữa tên cướp Priwari và bông hoa từ thiên đường thực sự sẽ kết thúc như thế nào? Hãy theo dõi bộ phim này nhé! Bộ phim thứ 6, Bão tố cuộc đời. Sayambu là một doanh nhân thành đạt của ngành xây dựng, đồng thời cũng là một chàng trai đào hoa có sức hấp dẫn với các cô gái, đã tình cờ gặp gỡ Kumarika, con gái thứ của Barut, một cựu thứ trưởng quay ra đầu tư kinh doanh bất động sản. Anh chàng lãng tử giàu có và đào hoa đã nhanh chóng bị Kumarika, cô nữ sinh mới tròn 17 tuổi chinh phục bằng sự ngây thơ trong trắng cũng như mạnh mẽ của mình. Mối tình của hai người tưởng chừng như sẽ diễn ra tốt đẹp, nhưng định mệnh nghiệt ngã đã tạo nên biết bao giông tố cho mối tình của lứa đôi này. Khi Kumarika phát hiện ra Sayambu thực chất là một mafia của một băng đảng khét tiếng, những hiểu lầm liên tiếp đã khiến cho họ phải rời xa nhau. Rốt cuộc bão tố cuộc đời sẽ đẩy Sayambu và Kumarika đi về đâu? Liệu họ có được gặp lại nhau nữa hay không? Mời bạn theo dõi bộ phim này nhé! Bộ phim thứ 7, Nợ tình trong lòng lửa. Nợ tình trong lòng lửa kể về ngọn lửa nào có thể rực cháy hơn ngọn lửa nơi con tim tội lỗi. Ngày đêm ròng rã suốt 7 năm trời của Chalita là tiếng nòng súng bóp cò cướp đi sinh mệnh người trong dòng họ Jyothipita. Sự sợ hãi và ngỡ ngàng khi trông thấy người thân bị giết ngay trước mắt mình đã làm cho cô bé chặn lấy ký ức tang thương để quên đi bi kịch đêm hôm ấy. Cùng đêm đó, chàng trai Kevin mới 15 tuổi, lần đầu bị cha bắt lấy mạng người khác. Giết ba mạng để đổi lấy một mạng. Một điều kiện mà cha đưa ra đã khiến cho chàng trai trẻ về sau phải chăm sóc cho cô gái nhỏ kia. Một điều kiện đã khiến cho chàng trai trẻ xa cách cô gái nhỏ và khiến cho anh mắc kẹt nơi hỏa ngục của sự dằn vặt tội lỗi cả một đời. Bộ phim thứ 8, Ánh dương tình yêu. Ánh dương tình yêu bắt đầu từ khi một cô gái Thái tên là Priyadao sang Nhật Bản để học thạc sĩ nhờ học bổng toàn phần. Vẻ đẹp của cô nàng đã gây ấn tượng với Takeshi, người con trai thứ hai của gia đình quyền lực Onizuka. Takeshi luôn đi theo sau cô nàng nhưng lại chẳng đủ dũng cảm để làm quen. Chỉ đến khi cậu em họ Ryu làm mai thì họ mới bắt đầu mối quan hệ của mình. Mọi chuyện trở nên rắc rối khi Iko, vợ chưa cưới thật sự của Takeshi xuất hiện. Iko biết rằng anh chàng đang yêu Proudao và tìm cách hoãn kết hôn với mình nên cô đã liên kết với một băng đảng xã hội đen để bắt cóc cô nàng. Và từ đây mọi sự thật cũng dần được phơi bày. Bộ phim thứ 9, Sứ giả địa ngục. Bộ phim Thái Lan năm 2016 Sứ giả địa ngục kể về Chad, chàng trai tài giỏi yêu chính nghĩa, bị trở thành mục tiêu truy đuổi của Josh, kẻ luôn tràn ngập tham vọng xấu xa. Cả hai sau khi bị biến thành những kẻ đã chết đã được đưa về huấn luyện trở thành những sứ giả địa ngục, sát thủ của tổ chức quạ địa ngục. Đứng đầu tổ chức này là Madame Louise, có một mục tiêu thay đổi toàn bộ đất nước Thái Lan để trở thành đất nước quyền lực nhất châu Á. Chad đã trốn khỏi đảo Ika, căn cứ bí mật của quạ địa ngục, và gặp được Bai Lu, cô gái xinh đẹp còn lai Hồng Kông và Thái Lan, đồng thời cũng là điệp viên của tổ chức KCAS. Đây là một tổ chức bí mật của chính phủ, chịu trách nhiệm giải quyết những âm mưu phá hoại đất nước. Chad và George, từ hai kẻ rượt đuổi nhau, bây giờ phải hợp tác với nhau để phá hủy tổ chức quạ địa ngục, với đầy rẫy những sát thủ nguy hiểm. Đây chính là sự hy sinh để bảo vệ đất nước và bảo vệ người mình yêu, đồng thời tìm ra chân tướng của quạ địa ngục có liên quan trực tiếp tới xuất thân của Chad. Bộ phim cuối cùng, Đùa với lửa. Bộ phim Thái Lan Đùa với lửa kể về Kemika và Zada là hai chị em gái ruột nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau. Zada là một cô gái mạnh mẽ và thông minh, Kemika lại dịu dàng yếu đuối và không thể làm chủ được cuộc sống của chính mình. Charit là một doanh nhân trẻ thành đạt, mang trong mình sự thù hận sâu sắc với dòng họ của Kemika và Zada. Anh đã tán tỉnh Kemika rồi bỏ trốn vào ngày cưới của họ. Anh muốn cho gia đình của họ phải chịu sự xấu hổ, nhục nhã trước mặt mọi người. Cùng với thời điểm đó là cuộc gặp gỡ định mệnh của Zada và Charit.
Zara đã có thiện cảm với Jared ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cũng chính điều đó đã mang lại bi kịch cho chính cô. Chú rể chạy trốn ngày nào lại quay trở về với tư cách là người yêu mới của chị gái. Kemika sẽ ra sao? Giữa tình thân và tình yêu Zara sẽ như thế nào? Cuối cùng, ngọn lửa thù hận của Jared có được dập tắt hay không? Hay sẽ thiêu trụi hết tất cả? Trên đây là tổng hợp những bộ phim Thái Lan hay nhất về đề tài xã hội đen mafia mà bạn không nên bỏ lỡ. Những bộ phim trên mặc dù có nam, nữ chính hoạt động trong băng nhóm xã hội đen mafia, nhưng với nội dung hấp dẫn đầy thú vị, không quên kèm theo những tình tiết ngôn tình có ngược, có sủng, vô cùng hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.